Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 11. Chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp kỳ 99 nghe và cho ý kiến một số chủ trương tờ trình báo cáo quan trọng. Vượt lên sự tàn phá của thiên tai, một nông dân ở xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà kiên trì theo đuổi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Việc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế methadone giúp người nghiện cải thiện sức khỏe, giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số chủ trương tờ trình báo cáo quan trọng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về sự cần thiết, mục đích, yêu cầu, quy mô cũng như tầm quan trọng của các dự án tờ trình, đồng thời thống nhất thông qua chủ trương ban hành quy định về các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tờ trình về việc hỗ trợ chi phí xử lý rác thải rắn sinh hoạt cho một số xã thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, thực hiện dịch vụ xử lý rác của nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt không chôn lấp theo công nghệ mới của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt trong thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến hết tháng 8 năm 2024. Riêng đối với chủ trương đầu tư tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi huyện Hưng Hà kết nối với tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đây là tuyến đường rút ngắn khoảng cách từ thành phố Thái Bình đi Hà Nội và kết nối với các tỉnh trong khu vực thông qua tuyến đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 4.800 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2028. Giai đoạn 2 hoàn thiện đường chính theo quy mô đường cấp 2 đồng bằng. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh chủ trương đầu tư tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi huyện Hưng Hà kết nối với tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình là tuyến đường xuyên tâm từ thành phố Thái Bình đi Hà Nội, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuyến đường này nếu như được đầu tư hoàn thành sẽ giúp cho tỉnh Thái Bình nói chung và thành phố Thái Bình nói riêng kết nối về thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận hết sức thuận lợi, thuận tiện cả về khoảng cách lẫn thời gian, và qua đó rút ngắn cái khoảng cách từ thành phố Thái Bình về thủ đô Hà Nội và giúp cho phát triển kinh tế xã hội cũng như là thực hiện các cái nhu cầu của người dân. Chính vì thế Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thống nhất chủ trương về việc sớm đầu tư tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi Hưng Hà kết nối với tỉnh Hưng Yên theo phương án chia thành hai giai đoạn. Trước mắt giai đoạn 1 chúng ta sẽ đầu tư hai tuyến đường song hành hai bên, và khi có điều kiện chúng ta sẽ sớm đầu tư tuyến đường chính ở giữa kết nối với tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án giao cho Sở Giao thông Vận tải chủ động làm việc và trao đổi với cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên để thống nhất hướng tuyến, phương án kết nối quy mô xây dựng cầu vượt sông Luộc, làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên thống nhất phương án đầu tư cầu kết nối giữa hai tỉnh. Chuẩn bị phương án theo hướng tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đồng thời rà soát lại tất cả các quy trình thủ tục để xây dựng phương án đầu tư sao cho hiệu quả nhất và sớm triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất quan điểm về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến tham gia của đại biểu, đồng chí đề nghị các đơn vị chủ trì tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và các quy định của Đảng và Nhà nước để sớm ban hành. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ. Tiếp đó vào sáng nay, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất tại kỳ họp thứ 9 sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2025, báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023, báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2025, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, kế hoạch năm 2025, báo cáo kết quả thực hiện luật phòng chống tham nhũng năm 2024, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025, báo cáo kết quả thực hiện luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời xem xét thảo luận 12 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, 6 báo cáo của các ngành trong khối nội chính và 5 báo cáo tờ trình của thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét thảo luận 8 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian diễn ra từ 8 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 là kỳ họp rất quan trọng. Vì vậy, trong các báo cáo và nội dung thảo luận tại kỳ họp phải gắn với đánh giá lũy kế kết quả của 4 năm qua, so sánh với các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm cuối của nhiệm kỳ đại hội. Trong báo cáo thu chi ngân sách năm 2024, phải làm rõ được kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung thêm báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian diễn ra 2 kỳ họp rất gần nhau, do vậy những nội dung gì thực sự quan trọng và cần phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh ngay thì Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện để trình tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Những nội dung nào còn thời gian thì chuẩn bị và rà soát kỹ lưỡng trước khi trình Hội đồng nhân dân vào kỳ họp cuối năm. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 12 năm 2024. Chiều nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về hoạt động công tác hội và phong trào nông dân. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự buổi làm việc. Năm 2024, các cấp hội nông dân trong tỉnh đẩy mạnh việc quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện các chương trình kế hoạch, triển khai nghị quyết số 46 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 đến cán bộ hội viên. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 16 trên 17 chỉ tiêu. Trong năm kết nạp được trên 6.000 hội viên, thành lập câu lạc bộ nông dân xuất sắc tỉnh Thái Bình với 34 thành viên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn. Hội Nông dân tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và của tỉnh triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đưa hoạt động công tác hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân tỉnh đã đạt được. Đồng thời yêu cầu thời gian tới các cấp Hội Nông dân tỉnh Thái Bình cần chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tiếp tục quan tâm hướng dẫn thành lập chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, thực hiện tốt phong trào thi đua và đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho nông dân về chuyển đổi số, liên kết sản xuất. Trước đó, đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của hội viên Hội Nông dân xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát 4 dự thảo nghị định, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào 4 dự thảo gồm nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và trình tự thủ tục cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ, nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ, nghị định quy định về đào tạo và sát hạch lái xe, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đường bộ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh ý nghĩa của các dự thảo nghị định, khẳng định đây là nhóm nội dung liên quan trực tiếp đến công tác phân cấp, phân quyền trong quản lý hệ thống đường quốc lộ và công tác quản lý hoạt động vận tải, đào tạo và sát hạch lái xe. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm của cơ quan xây dựng dự thảo, đồng thời đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, phối hợp với các bộ ngành liên quan để bổ sung chỉnh lý, rà soát, đánh giá hoàn thiện các dự thảo nghị định sớm trình Chính phủ xem xét ban hành. Chương trình Thời sự tối tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật dữ liệu. Qua thảo luận đã có 15 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thống nhất cho rằng việc xây dựng luật dữ liệu là cần thiết để đảm bảo công tác chuyển đổi số quốc gia nhằm phục vụ quản lý nhà nước, vừa khai thác ứng dụng dữ liệu trong phát triển kinh tế xã hội, vừa thắt chặt dữ liệu cá nhân và dữ liệu phi cá nhân, đảm bảo an ninh an toàn thông tin. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội cũng tham gia vào một số nội dung cụ thể như đề nghị rà soát bố cục cho phù hợp, bổ sung điều về chính sách của nhà nước về dữ liệu, về xác lập dữ liệu cá nhân, lưu trữ dữ liệu mở, dữ liệu dùng chung, rà soát không để trùng lắp, tạo thống nhất trong hệ thống pháp luật để phát huy dữ liệu vừa là tài sản quốc gia, vừa là tài nguyên, vừa là nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo và dự án luật hóa chất sửa đổi. Đổi mới lề lối làm việc của chính quyền cấp xã hướng đến xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ là hiệu quả bước đầu mà mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ đem lại cho các địa phương được triển khai thí điểm xây dựng mô hình ở huyện Vũ Thư. Xã Nguyên Xá và xã Tự Tân là hai địa phương của huyện Vũ Thư được tỉnh chọn triển khai xây dựng thí điểm mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Sau hơn 4 năm triển khai, ngoài quán triệt tới từng cán bộ công chức thực thi công vụ, với tinh thần trách nhiệm cao theo phương châm 3 luôn, 5 biết, 5 không. Các địa phương còn sáng tạo đưa ra các quy định phù hợp với thực tế mỗi địa phương, đúng với quy định của pháp luật. Tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân có ý thức tự giác tham gia thực hiện. Bên cạnh đó còn quan tâm đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu công việc trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, được người dân ghi nhận đồng tình và ủng hộ. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Vũ Thư sẽ nhân rộng mô hình ra tất cả các xã thị trấn trên địa bàn. Tiếp theo là các tin trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách. Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố thực hiện hơn 1.200 tỷ đồng, đạt 115% dự toán năm, bằng 157% so với cùng kỳ. Chi cục thuế khu vực thành phố Thái Bình, Vũ Thư đã tập trung khai thác các nguồn thu dư địa, thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế, số thu các loại thuế, phí khi trừ tiền sử dụng đất thực hiện hơn 461 tỷ đồng, đạt 100% dự toán năm, bằng 109% so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu thu đã vượt dự toán như thu khu vực ngoài quốc danh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 2 tháng cuối năm, thành phố thực hiện triệt để các biện pháp quản lý nợ, đảm bảo cưỡng chế 100% đối với người nộp thuế, còn nợ tiền thuế, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu để quản lý thu. Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty Yuanlong International Limited Thái Lan để triển khai dự án xây dựng nhà máy Yuanlong Việt Nam tại khu công nghiệp Liên Hà Thái. Dự án của nhà đầu tư Thái Lan là nhà máy chuyên sản xuất quạt trần và các linh kiện liên quan khác. Nhà máy sẽ được xây dựng trên diện tích 15,6 ha với tổng mức đầu tư 120 triệu đô la Mỹ. Dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào quý 4 năm 2025. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy Yuanlong Việt Nam dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 126 triệu đô la Mỹ, đồng thời đóng góp vào ngân sách nhà nước sau thời gian ưu đãi gần 10,6 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Dự án này cũng sẽ tạo ra khoảng 4.500 việc làm, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Cơn bão số 3 đầu tháng 9 vừa qua khiến nhiều diện tích nhà màng, nhà lưới trên địa bàn tỉnh tan hoang. Thế nhưng không thể quật ngã được ý chí của những người nông dân luôn đau đáu về nông nghiệp công nghệ cao. Để rồi vượt lên sự tàn phá của thiên tai, họ lại tiếp tục viết tiếp giấc mơ, kiên trì về hướng đi đã lựa chọn. Chúng ta cùng gặp gỡ một trong số những nông dân ấy qua phóng sự sau. Bão số 3 đã đi qua gần 2 tháng. Thế nhưng khi xem lại những hình ảnh này, anh Tâm vẫn còn bàng hoàng. Những khu vườn tiền tỷ bỗng chốc trở nên đổ nát, hoang tàn. Không chỉ thiệt hại nặng nề về hạ tầng sản xuất, mà còn mất trắng thành quả chăm bẵm lứa dưa lưới chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Thiệt hại thì sau bão cả khu nhà kính và thiệt hại dưa không thu hoạch được thì nó rơi vào khoảng tầm 7 đến 800 triệu. Mặc dù là thiệt hại kinh tế rất là lớn và nguồn vốn rất là khó khăn, nhưng bằng mọi cách là chúng tôi vẫn quyết tâm để khôi phục sản xuất. Đam mê sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tin tưởng vào hướng đi mà mình đã lựa chọn, nông dân trẻ này đã biến mất mát thành hành động, quyết tâm vực dậy cơ ngơi vun vén bao năm. Cùng với việc khẩn trương dựng, sửa lại 4 nhà lưới, với tổng diện tích 8.000 m², anh đầu tư 2 kho lạnh, chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất mới. Thời điểm này, anh đang tập trung xuống giống Lily và Tulip. Khi nhà lưới sửa sang xong, anh sẽ đưa cây ra vườn để kịp cho vụ hoa Tết. Trồng dưa lưới, tôi còn có dự án trồng hoa ly và tulip để phục vụ Tết cho bà con. Số lượng hoa ly thì khoảng 2 vạn cây, còn tulip hoa thành phẩm thì trên 10 vạn. Cả củ giống hoa thành phẩm nữa thì tất cả phải rơi vào tầm 40 vạn. Có thể phải mất vài năm nữa, những người theo đuổi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhanh tâm mới có thể bù đắp được hết hậu quả của bão. Thế nhưng họ sẽ không nản lòng, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu, bởi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu nhằm tạo bước đột phá về hiệu quả sản xuất. Chuyển sang các tin tức khác. Sáng nay tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp với Ban tuyên giáo các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình và Nghệ An tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tuyên truyền biển đảo năm 2025. Từ đầu năm đến nay, công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban tuyên giáo các tỉnh được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Cán bộ chiến sĩ Vùng 1 Hải quân có cơ hội học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ về mọi mặt, hoàn thiện phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải quân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đã có hơn 200 lượt phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo, đài trung ương, địa phương tác nghiệp phản ánh hoạt động của cán bộ chiến sĩ Vùng 1 Hải quân. Năm tới, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền biển đảo, gắn tuyên truyền thực hiện nghiêm luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam khi hoạt động trên biển, triển khai hiệu quả chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, hoạt động hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây nỗi ám ảnh, thậm chí khiếp sợ cho người tham gia giao thông. Những cái chết oan uổng là hệ lụy đau lòng của tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, vốn là điều đã được cảnh báo trước. Mặc dù lực lượng chức năng các địa phương đã vào cuộc đấu tranh trấn áp, nhưng tình trạng đua xe vẫn diễn biến phức tạp tại các đô thị lớn, thậm chí có nơi đáng báo động hơn, ngang nhiên như thách thức lực lượng chức năng. Để giải quyết tình trạng này, cần sự phối hợp của gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp mạnh hơn với các trường hợp đua xe trái phép. Tệ nạn ma túy đang là mối đe dọa cho cộng đồng, bởi hệ lụy mà ma túy mang lại không chỉ gây tổn hại sức khỏe người sử dụng, còn kéo theo là sự bất ổn của những gia đình có người nghiện và nguy hại đến trật tự an toàn xã hội. Hiện nay đã có một loại thuốc giúp người nghiện không lệ thuộc vào ma túy, làm lại cuộc đời. Methadone là phương pháp điều trị được coi là tiêu chuẩn vàng đối với những người nghiện các dạng chất gây nghiện. Việc sử dụng methadone sẽ giúp người nghiện cải thiện được sức khỏe, chất lượng cuộc sống, cũng như là giảm tình trạng lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Người đàn ông gần 50 tuổi này đã đến trung tâm y tế huyện để được tư vấn và sử dụng thuốc methadone được 4 năm. Và 4 năm qua, cuộc đời anh cũng thay đổi, sức khỏe được cải thiện, anh có công việc ổn định. Khi mình đã không chơi ở ma túy nữa rồi, cuộc sống thay đổi rất nhiều. Thứ nhất là gia đình nhà mình này, bố mẹ, hàng xóm tin tưởng này. Thái Bình hiện đang triển khai 9 cơ sở điều trị và 7 điểm cấp phát thuốc methadone tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình và các trung tâm y tế huyện, thành phố và điểm cấp phát thuốc methadone đặt tại trạm y tế. Người nghiện khi sử dụng methadone giúp lấy lại cân bằng về trạng thái thần kinh, do đó kiểm soát được hành vi tâm lý. Đặc biệt, methadone có tác dụng trong 24 giờ nên chỉ cần sử dụng một lần trong ngày. Cái hiệu quả thì bệnh nhân cũng trả lời là người sức khỏe ổn định và gia đình ổn định. 123 bệnh nhân của tôi hiện nay thì trong đó thì chúng tôi có tới 91% là những bệnh nhân đã có công an việc làm. Với cái số liệu của công an mà theo ước tính thì nó khoảng trên 6.000 người nghiện ma túy tại tỉnh Thái Bình. Thế và chúng tôi cũng trong thời gian tới thì tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, để tuyên truyền vận động những người mà vẫn đang sử dụng ma túy để đến với cơ sở methadone gần nhất để được tham gia vào chương trình. Methadone là liệu pháp điều trị chuẩn quốc tế cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện. Mỗi gia đình hãy quan tâm vận động người thân bị nghiện các chất dạng thuốc phiện, tích cực tham gia điều trị nghiện bằng thuốc methadone. Cuối chương trình là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 7. Thưa quý vị, hiện bão đang ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với cường độ mạnh cấp 14, giật cấp 17. Đây có thể là cường độ mạnh nhất của bão số 7. Khi càng đi sâu vào khu vực Biển Đông, gặp không khí lạnh, cường độ của bão sẽ suy yếu dần. Đến chiều ngày 11 tháng 11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Tây Bắc, cường độ giảm xuống cấp 9, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.